Tôi mãi đi tìm hương vị của thiên nhiên. Tôi đã tìm ra bí quyết cho riêng mình, gia vị Vi Phong. Một canh cho món ngon hơn, đậm đà hơn. Tinh túy mắm nhĩ thượng hạng, và không thể thiếu tương ớt Vi Phong. Một hương vị quê hương trọn vẹn, chuẩn cơm nhà mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Vi Phong, tròn hương vị, trọn món ngon. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Xuân Này Tết Xưa. Và nhân dịp ngày đầu năm mới, Diễm Hương xin chúc mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và thật nhiều may mắn nha. Trong chương trình ngày hôm nay, Diễm Hương hy vọng rằng sẽ mang đến một vài bồi hồi, một vài hương vị và cũng như là những kỷ niệm của Tết xưa cùng với khách mời của chương trình ngày hôm nay. Quý vị có thể đoán ra xem là khách mời chương trình ngày hôm nay là ai không ạ? Bởi vì đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay đó là một diễn viên, một đạo diễn rất là đẹp trai và rất quen mặt với tất cả chúng ta, đó chính là đạo diễn Trọng Trinh ạ. Chào anh ạ. Chào Diễm Hương và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Phải nói là anh với cả Diễm Hương thế là cũng bao nhiêu cái Tết bây giờ mới gặp lại nhau, đúng không? 11 cái Tết. Đúng rồi, hồi đó là bọn anh cũng làm cái chương trình cũng lần đầu tiên. Dạ. Cho nên cái chương trình trực tiếp mà gọi là trở thành Hoa hậu người Việt. Dạ, Hoa hậu thế giới người Việt. Hoa hậu thế giới người Việt. Rồi thế là anh em mình có quá duyên. Thế mà phải 11 năm sau cái duyên lại đấy mới đơm hoa là anh với em mới ngồi nói chuyện trực tiếp với nhau đúng không ạ? Mà đặc biệt là bàn về chuyện Tết nữa. Dạ vâng. Cho nên đây là một cái, phải nói là một chương trình rất là vui. Thế đến ngày Tết có lẽ là chả ai nói ai cũng như là Diễm Hương và như là các anh ngoài Bắc thôi. Tức là khi nhắc đến Tết thì ai cũng thế, đấy là một năm khép lại. Để đánh dấu một năm mới tiếp đến. Yeah. Hơn nữa là một cái Tết là Tết đến là gần như là từ cổ chí kim mà phải nói là từ Tây đến ta đều thế cả. Đấy là cái dấu mốc một năm đến một tuổi. Đấy, và chính cái Tết đó cho nên là mọi người mới đoàn viên hội rồi là có những cái tổ chức này kia. Nhưng đặc biệt là nói đến Tết thì riêng quốc gia Việt Nam thôi. Nó cũng trải dài, nó cũng rất là nhiều vùng, mỗi vùng có một cái Tết riêng. Dạ, vâng. Nhưng hôm nay được mời tham dự chương trình và được ngồi với nhất là người xinh đẹp và một cựu hoa hậu thế giới người Việt Diễm Hương. Dạ. Thì phải nói là anh rất vui, rất là muốn chia sẻ. Dạ. Chút về Tết. Sau khi chương trình anh thực hiện thì em mới có cơ hội lần đầu tiên ra Bắc để thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám đấy chứ. Dạ vâng. Và kể từ đó cho đến nay á thì em đã có khá nhiều lần đến với thủ đô Hà Nội này. Có một thời gian là em sống ở ngoài Hà Nội cũng khá là lâu. Thế nhưng mà em vẫn chưa có một cái duyên nào để có một cái Tết ăn Tết thực sự ở ngoài Bắc, ở ngoài Hà Nội. Thế ngày hôm nay thật là may quá, là bởi vì đến với phim trường của chúng ta thì lại có anh Trọng Trinh. Mà em nghĩ là qua lời kể của anh thì em sẽ cảm thấy là cái Tết nó trọn vẹn hơn. Vậy thì nhân chương trình Xuân Này Tết Xưa, anh có thể chia sẻ với em là cái Tết xưa ở ngoài Bắc nó khác gì với cái Tết nay ở ngoài Bắc ạ? Tôi nói đến Tết có ba điều. Mà tại sao cũng như là trong mình ngồi trong một cái không gian như thế này. Dạ vâng. cảm nhận thấy Tết đúng không? Yeah. Đấy là màu sắc. Yeah. Đúng không? Xung quanh trong Nam thì có mai vàng nở rộ, ngoài Bắc thì có những cành đào, bích đào, ngoài ra một loạt các hoa khác nở vào ngày Tết. Và đặc biệt là em biết tại sao nói đến Tết màu sắc, đấy là sắc phào. Đúng rồi, dạ vâng. Đấy, thế nhưng mà ngày nay thì chúng ta lại đấy, không đấy, còn cái điều đó đúng không anh? Đấy thì anh lại bắt đầu lại chia sẻ dần dần. Tất cả trẻ con rồi người lớn ăn mặc đều quần áo chọn những cái bộ mới nhất, đẹp nhất, màu sắc nhất để mặc đi chơi ngày Tết, đến thăm hỏi đúng không, đến chia sẻ, đến tâm hỏi năm mới. Thế cho nên cái gì màu sắc rất rực rỡ. Hai là cái gì em biết, âm thanh là gì? Ngoài cái tiếng đến ngày Tết là cái tiếng nổ đi đà đi đòm trước đến ngày Tết đấy hàng mấy tuần rồi. Đến khi ra Tết thế đấy là tiếng pháo nổ dâm gian nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ cho đến đúng đêm 30 và 12 giờ là bắt đầu pháo nổ sang. Có lẽ là từ Bắc chí Nam ở quốc gia Việt Nam này đâu mọi người đều quen cái tiếng pháo đây rồi. Và nếu mà ở về làng quê Việt Nam ấy đấy, anh nghĩ là trong Nam thế thôi, là bắt đầu đến chuẩn bị Tết là thấy làng xóm người ta bắt đầu tiếng heo, thịt heo mà. Yeah. Heo kêu cái dâm gian, nhà này thịt nhà kia thịt heo.
Đấy, để làm gì? Để làm giò. Đấy, yeah. Làm bó giò rồi để làm ấy bánh chưng. Yeah. Thế thành ra người ta chuẩn bị, thế thành ra là nói thật ra là nó nhiều cái âm thanh tích. Yeah. Cái đến cái dịp đấy là tự nhiên mọi người cái âm thanh nó rộn rã. Và một điều nữa, đây là hương vị Tết. Dạ đúng rồi. Cái gì mà đến cái vị là mình sẽ nhớ đúng không anh? Cái gì mình nếm được là mình sẽ nhớ đúng không anh? Cho nên là mới nói là đến, phải nói là đến ngày Tết thì mới gói bánh chưng, bánh tét. Rồi đến ngày Tết rồi bắt đầu mới có thịt nấu lông ở ngoài Bắc. Dạ, thịt nấu lông, rồi là giò, giò lụa, giò tai. Xong rồi có cả hành và kiệm, đúng dạ, không? Đúng rồi. Củ hành, dưa, rồi là nhiều món. Mẹ anh ngày xưa là chuẩn bị Tết là tất bật lắm. Ví dụ như là củ cải này, yeah. Hay là su hào này, là bắt đầu là thái trước đấy rồi nhé. Dạ yeah, vâng. Xong rồi là phơi nắng, bởi vì sát Tết ấy, là trời nhiều không có nắng, đúng, yeah. Nhiều việc với cả trời không nhiều nắng. Yeah. Người ta phơi cái đấy thì trước, yeah. Thái các loại hình, hình cây thông, mình anh còn nhớ mà tỉa từng tí một cơ. Tức là cái công việc nó đã kéo dần từ trước đấy rồi. Yeah. Thôi chứ mình nói Tết xưa để ít nhiều mình hoài niệm đã. Yeah. Thế chứ là trẻ con xuống trang là bắt đầu đến gần ngày Tết là ba mẹ là mua nào là áo mới, hơn nữa bắt đầu đến ngày lì xì, những ngày thu hoạch đang thu hoạch đấy, vâng. Như anh vừa nói thật là bây giờ thì dùng từ thu hoạch nhưng ngày xưa đúng nghĩa mừng tuổi. Dạ vâng. Bởi vì có những cái cụ ngày xưa anh nhớ là cái thời con anh thì cái thời trước nữa có một hào hai hào, dạ. Nhưng mà giá trị lắm, cầm cái đồng tiền đấy xong thậm chí là cứ vuốt đi vuốt lại và để đầu gối ngủ. Anh nói thật em, để nằm đầu giường ngủ. Nhiều khi mình cứ nghĩ vào đúng cái nằm mơ vào, nhiều khi cứ lớn dần theo năm tháng và dần do công việc, do cuộc sống dần thì tự nhiên bây giờ như là Diễm Hương vừa nói, tức là thu hoạch, tức là phải đến bao nhiêu người và phong bì có bao nhiêu. Yeah. Ngay cả bản thân cái đấy nó đã thực tế, nó thực tế hóa và cái Tết nhìn cảm thấy nó gọn gàng. Thôi đến đâu nói chuyện cái mừng các cháu cho nhanh trở về. Yeah. Thế mọi người cứ bị một cái cảm giác nó không còn, cái sự xuống chậm không còn lại. Tức là nó vẫn còn nhưng mà nó thưa thớt ít dạ, dần vâng. Đi hơn nữa là tự nhiên là vắng tiếng pháo, dạ. Tức là nó cũng làm cho mọi cái, nhưng cái Tết bây giờ trên người ta mới dùng cái pháo nổ đi đạt của điện ấy, dạ vâng. Nhưng mà nó vẫn không có cái mùi, cái hương vị nó của không có thuốc. Một cái sự gọi là râm ran mà nó đúng nhiều rồi. Tiếng động đúng, nhiều tiếng động đúng thực rồi. Ra là những cái điều đó làm cho cái giá trị Tết là một cái giá trị rất là được mọi người từ già đến lớn đến nhỏ hơn nữa được xem trọng. Đôi khi em cảm thấy rằng trong cuộc sống á, mọi người xem Tết là một cái gì đó rất là nặng nề, bởi vì sẽ tốn kém nhiều nè, sẽ phải dọn dẹp rồi mọi thứ chuẩn bị trang hoàng, làm cho chúng ta cảm thấy rất là áp lực chứ không còn cái tâm trạng là hào hứng hoặc là đón chờ nữa. Thế nhưng em nghĩ rằng đâu đó chúng ta vẫn mong chờ Tết là bởi vì sau một năm xa nhà làm việc thì chúng ta vẫn mong chờ đến cái ngày Tết để có thể được về nhà, ít nhất là được quây quần với nhau, rồi gặp lại những cái người đi làm ăn xa nhà, những người từ phương xa đến, rồi gặp những cái người mà lâu lắm rồi mình mới gặp, để rồi tay bắt mặt mừng. Thì em nghĩ rất là tuyệt vời cái cảm giác đó. Em biết không, chính vì cái lẽ cho nên mới nói cái Tết trên cái nồi bánh chưng. Dạ vâng. Nó rất quan trọng. Dạ. Không phải nồi bánh chưng, nếu mà nói thật ra thì ngày nào luộc được, nếu mà ai đến một tuần hay một tháng người ta có thể thích. Nhưng đặc biệt là cái nồi bánh chưng ngày đêm 30 Tết nó khác. Dạ. Đúng như là Diễm Hương nói, tức là đấy là cái nồi bánh chưng để mọi người quây quần với nhau và để thắp hương cúng dỗ bà. Yeah. Nhưng bên cạnh ấy thì để mời tặng nhau bằng cái cặp bánh chưng. Đấy là một trong những cái nó gọi là cái cảm xúc mà anh phải nói thật là đôi khi làm Tết như em nói, tức là bây giờ mọi người đơn giản hóa. Như em alo, tức là người ta mang bánh chưng đến. Yeah. Alo, mà đúng là như thế thật. Thế nhưng có hiểu đâu là chính vì mình không có cái điều kiện, nhưng mà nếu được thì vẫn tổ chức làm như thế thì sẽ hay hơn rất nhiều và dạ vâng. Có cái cảm xúc. Bởi vì tại sao Tết nhiều khi mình làm cho mình nhưng mà bên cạnh mình làm cho con, cho cháu mình, đúng rồi. Còn nó cũng có một cái Tết thì nó ít nhất là nó có ý nghĩa, thì có truyền thống đúng, đúng không anh ạ? Rõ ràng cái điều kiện rõ ràng là nó hơn rất nhiều, mình không thể nói được. Thế thành ra những cái hương vị anh mới nói em nghe, ví dụ như anh chỉ nói là nồi thịt đông, dạ không bây giờ nếu lúc nào mà làm chả được, ví dụ như là giò cũng thế, 365 ngày thì 365 ngày ở trong siêu thị đều có giò. Yeah. Thế cho nên mọi người cảm giác tất cả bình thường. Ngày xưa cũng quấn quýt mỗi lần giã giò với những trẻ con vui lắm, về quê thích lắm. Đấy, cái giò người ta vừa ấy thịt xong cái là người ta đưa vào người ta giã, người ta làm. Thế cho nên cái hương vị nó phai nhạt dần để dùng thì nó mai một dần đi. Cái cảm giác cái giò ngày xưa, cái giò ngày hôm nay, anh nói thật nhé, nói thật ra là nó cũng khác.
khác. Cho nên đây là một trong cái vị mà anh nói em nghe cũng là để gọi là chia sẻ với nhau tại sao nó khác ngày xưa. Nó khác nhiều thứ lắm. Phải nói mà có chạnh lòng không, anh phải nói thật nhé. Có chứ, là bởi vì tại sao cái Tết ngày xưa đẹp với cái cảm xúc, cảm ký ức của mình. Nhưng Tết ngày hôm nay bây giờ thì thôi, có khi là chưa chắc cả nhà đã là quây quần bên nhau. Yeah. Anh phải nói thật là Tết bây giờ là đi du lịch. Em mọi người đi vượt một nơi sao đấy ở đây, đây mọi người quan niệm như thế. Thế thì anh nghĩ cũng là một cái Tết vui, miễn làm sao cái đến cái thời điểm đấy mọi người chia sẻ với nhau, có giữ được cái cảm xúc bằng những hình ảnh đã đón kỷ niệm cái Tết. Thì anh nghĩ cũng là điều dĩ nhiên. Yeah. Theo anh, đến cho tận bây giờ, anh sẽ nhớ món nào mà anh nghĩ là ngon nhất và anh vẫn nhớ hoài về cái món ăn ngày Tết đấy? Anh phải nói thật là bánh chưng thì là không nói rồi. Dạ vâng. Bọn anh ngày xưa là bao giờ cũng có cái giò, ngoài kia là có cái giò lụa nhé, giò nạc, và bên là cái giò tai em nói. Thế bởi vì cái đấy ăn không ngắn. Dạ vâng. Tết ăn không ngắn mà nó giòn là một chất thơm. Và bao giờ cái má leo thì khi người ta làm nó rất là ngon. Dạ. Thế cho nên là nó có một chút thì tiêu này, anh nhớ trong nó có cả tiêu, nó thơm lắm. Nên cắt ra nó có nhiều hương vị, cho nên khi mà chấm nước chấm ăn cái giò nó cảm thấy nó không ngán, rất là ngày Tết. Với cái món giò tai như thế mà ngày Tết rồi mọi người đến nhà cái một chút xíu, một chén tí thôi đó anh nhờ, thì cũng vui phết anh nhờ, vui rồi lại dễ ăn nữa, bởi vì chỉ cần sắc ra nhỏ nhỏ rồi chúng ta chấm vào một chút xíu muối tiêu hoặc là cái nước chấm ấy là cũng gia vị ấy, dạ vâng, là sẽ ngon lắm đúng không ạ? Và ngày hôm nay khi đến với chương trình là xuân này Tết xưa thì chắc chắn là em sẽ có món quà tặng anh. Anh có hồi hộp không? Anh có hồi hộp. Em tặng anh một món ăn thì anh thấy sao? Ăn thử một món ăn thì sao? Ok, là bởi vì ban nãy nhắc đến rất là nhiều món ăn nhưng anh chưa đoán được món nào. Bây giờ anh đoán thử là em sẽ tặng anh món gì? Bánh chưng, bánh tét hay là bánh tét, hay là thịt đông, hay là giò heo hầm măng, hay là giò lạc, hay là giò tai ạ? Anh nghĩ nếu mà những cái món có nước ấy thì có lẽ là khó. Nhưng có lẽ cái món khô khô thì anh đoán chắc là cái món nó dễ ăn vào ngày Tết. Có lẽ như mình vừa chia sẻ, vừa hương vừa bàn nhiều đến cái món to tai là dễ ăn và mọi người có thể làm một chút. Giò thủ là món ăn ngon, kết hợp từ nhiều loại nguyên liệu, tạo nên vị dai, giòn và không bị ngán. Trong mâm cỗ ngày Tết không thể thiếu món giò thủ. Giò thủ có thể làm món ăn chính hoặc ăn chơi để cùng ngồi nhâm nhi trò chuyện trong ngày Tết đều thích hợp. Cách làm món giò thủ cũng không quá cầu kỳ. Nếu tự tay làm món này sẽ mang đến cho chúng ta hương vị đậm đà cho ngày Tết. Hãy cùng xuân này Tết xưa tìm cách làm món giò thủ một cách nhanh và tiện lợi nhất nhé. Em sẽ mời anh vào gian bếp của chương trình xuân này Tết xưa để nếm thử món giò tai. Thế nhưng mà không phải là anh ăn được liền đâu, là bởi vì đã là khách mà anh, mình Tết thì mình cũng phải vận động một xíu. Bởi vì ngày nãy chế biến này. Dạ vâng, hồi nãy anh nói mình tiện lợi quá, mình lại không có một cái hương vị, mình không có cái sự cực khổ để mình chăm chút cho món ăn, thì ngày hôm nay anh sẽ vào gian bếp của chương trình để có thể cùng phụ với lại đầu bếp của chương trình là anh Lê Cương. Anh sẽ giúp anh, biết đâu là qua chương trình anh sẽ biết thêm cái công thức rồi xong một cái bí kíp về nhà để làm chỗ tay cho người thân mình ăn. Thì bây giờ anh sẽ vào chung với em nha. Dạ vâng, em mời anh. Mời anh vào gặp anh Lê Cương. Dạ vâng, đầu bếp của chương trình mình. Xin chào anh Lê Cương. Dạ đó, anh mời. Hôm anh nay vào. Rất là vui được Diễm Hương đến giới thiệu là anh là một trong những đầu bếp mà có cái món mà giò tai. Trong Nam thì mình gọi là giò thủ. Dạ vâng. Mình tại vì mình sử dụng những cái trên cái của con heo, cái đầu của heo, lẻ tai rồi mũi, cái má heo. Dạ vâng, mình sẽ vào đây, anh đứng vào đây. Tại vì ngày hôm nay anh Trinh sẽ là người phải vào bếp, phải làm, chứ không còn chỉ được thưởng thức nữa thôi. Trong cái giò tai này cũng giống như người Hà Nội, tại em cũng là người Hà Nội. Em là người Gia Lâm ha. Nên thì em cũng giới thiệu cho anh là cái món giò thủ này có mình có sử dụng là cái giò tai, rồi má của heo, rồi cái lỗ mũi của heo. Sử dụng những cái nguyên liệu đó và có cả mộc nhĩ. Mộc nhĩ. Đúng rồi. Thì mình phải ướp, và khi mình ướp xong mình sẽ xào nó lên cho thơm, cho nó tạo cái mùi thơm. Có những nơi chỉ người ta ướp gia vị xong người ta
có người ta luộc cái này trước rồi xong người ta bỏ vào trong luôn. Ăn nó không có ấy, nhưng mà đồng vị giờ không đồng vị. Dạ vâng. Bây giờ cái nhiệm vụ của anh là anh chỉ cần là em ướp gia vị thôi. Đó, bây giờ em sẽ hướng dẫn cho anh ướp cái gia vị, là mình sẽ ướp những cái nguyên liệu này với cả mì chính nè, đường, bột nêm, tiêu. Nhưng cái này món này là đặc biệt là phải sử dụng tiêu và tiêu, nước mắm nhiều, đúng không ha? Tiêu nhiều và cái nước mắm là phải nước mắm thật là ngon thì nó tạo nên được cái giò thủ, giò tai của mình nó sẽ thơm ngon hơn. Một số khán giả còn có thói quen sử dụng đó là tiêu tiêu hộp anh. Dạ đúng rồi, tiêu sọ thì sẽ bắt nên cái vị khi mà mình cắn một cái là hơi có mùi hộp lên. Tiêu hộp Phú Quốc là ngon nhất. Dạ dạ. Anh sẽ nêm ít. Bây giờ là đường, tí xíu đường thôi. Đường này chọn lên bột nêm nè, ít xíu bột nêm tại vì cái này mình sẽ sử dụng nước mắm nhiều hơn. Mì chính mỗi thứ một tí xíu rồi đầy đủ và ngon. Và đây sẽ là tiêu của mình đây ha. Mình sẽ cho nó tiêu vào, tiêu sử dụng tiêu rất là nhiều. Nó sẽ tạo nên được cái mùi thơm thật. Đây, trong này này, ví dụ như là cái này là má heo đúng không? Dạ rồi. Đấy, còn cái này là tai. Tai heo đúng không? Tai. Thôi bây giờ mình sẽ cho vào nước mắm phải không? Bây giờ anh sẽ cho nước mắm vào. Khoảng nửa ký, nửa ký thịt tai, má heo với cả lỗ mũi heo á, anh sẽ cho khoảng 2 muỗng nước mắm vào. Nhớ là phải sử dụng nước mắm ngon nha. Được. Tôi mãi đi tìm hương vị của thiên nhiên. Tôi đã tìm ra bí quyết cho riêng mình. Gia vị Vi Phong. Một canh cho món ngon hơn, đậm đà hơn. Tinh túy mắm nhĩ thượng hạng. Và không thể thiếu tương ớt Vi Phong. Một hương vị quê hương trọn vẹn, chuẩn cơm nhà mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Vi Phong, tròn hương vị, tròn món ngon. Đó, anh thấy cái mùi nước mắm rất là thơm đúng không? Mình trộn với mùi tiêu cho thơm sắc. Vâng ạ. Cái này anh có thể là anh sẽ ướp cái này trong khoảng 5-10 phút thôi. Thế mình sẽ cho vào trong cái nồi, anh sẽ xào lên cho nó săn lên. Để cả cái này đó bây giờ anh sẽ cho cả vào luôn. Ngon. Anh trộn vào luôn. Đó, trộn vào cho nó thấm luôn. Rồi bây giờ okay. Thơm anh nhỉ? Thơm. Thơm rồi đấy. Có chút nước mắm vào, xong có cả tiêu vào. Tiêu vào nó sẽ. Thế khi xào lên nó sẽ rất thơm. Nó dậy mùi. Dạ. Bây giờ mình sẽ đi qua bên này, mình sẽ xào nó lên ha. Bây giờ mình sẽ cho vào ăn vào ha. Ở bên nhà có bao giờ anh Trinh phải vào bếp như vậy không? Anh cũng vào nhưng vào ít lắm. Thường món chính anh nấu là gì? Đừng nói mì tôm nhé. Nói thật ra là nấu cơm, mỗi món cơm nhất là đứng qua trong cuộc sống. Nhưng mà bây giờ cơm với cái gì ạ? Anh không phải nấu một... Cũng có rau rồi, nhưng mà anh nói thật ra là rồi, anh không giỏi khoảng làm. Dạ. Không giỏi lắm. Một muỗng dầu ăn vào. Ngoài dầu ăn. Cái dầu ăn nó sôi lên như thế này. Nó sôi, dầu ăn nó sôi ấy lên. Thế bắt đầu mình sẽ cho cái chữ tí nguyên liệu mình đã ướp vào, mình xào lên cho nó thơm. Và khi xào những cái này là hoàn toàn kiểu để cho nó tái tái thôi đúng không anh? Dạ. Hay là nó hay vừa là chín, nó chín luôn. Nó phải chín, tại vì cái lỗ tai này á, nó phải cho nó hơi chín xíu. Nó nếu mà mình ăn mà mình không làm hơi chín xíu, nó ăn sẽ nó bị cứng. Còn nếu mà mình làm mà nó hơi chín xíu là nó khi mình ép vào đó, ép rồi. Cái giò thủ mình ăn nó sẽ giòn. Mình chỉ cần xào sơ qua thôi. Đấy, cho nên là phải có cái cảm giác này. Đấy, khi làm thì ăn mới cảm nhận được, đúng không? Mà lỡ mà mình làm không ngon thì mình cũng thấy ngon. Khi mình xong cái mình cứ cho một tí xíu nước vào và mình sẽ đẩy cái nắp lại. Để cho nó cái lửa chị. Nó già cho nó hơi. Nó làm cho cái lỗ tai của mình nó mềm tí xíu. Mình sẽ để cái này thời gian bao lâu ạ? Cũng là khoảng 10 phút thôi. Dạ vâng. Cho ngày hôm nay cái nước của mình nó cạn xuống là. Rồi khi bây giờ là cái giò thủ của mình đã xong ha. Bây giờ mình sẽ cho lấy ra, mình sẽ bỏ vào trong cái bao ni lông và mình sẽ cho vào cái khuôn. Đó, như hồi nãy em nói là mình em, không có cái khuôn mình che thì mình sử dụng cái khuôn bằng cái lon như thế này cũng được. Nhân tiện đây mới kể cái cái khuôn này. Ở ngoài Bắc ngày xưa ấy, như là ban anh Lê Cương nói là phải có những cái ống tre, đúng không? Ống tre. Nhưng mà thành phố thì lấy đâu ra ống tre? Đấy, chỉ ở vùng nông thôn. Thế thì
ngày xưa ấy, cái thời bao cấp là rất nhiều cái lon sữa bột. Dạ. Ngày xưa là gọi là được tài trợ của Liên Hợp Quốc này, cái thời kỳ mà bao cấp ấy. Dạ vâng. Rồi là tài trợ của Liên Xô. Đấy, thì có những cái lon sữa bột này, thì là mọi người mở ra và cho nhỏ vào đây ép. Có đúng không anh Cương? Đúng rồi. Đấy, thế cho nên là dạ. Cho nên tại sao có cái khuôn giò nó to như thế? Sau khi mình làm xong cái là mình sẽ bỏ vào trong cái bao và mình sẽ làm cái này mình nhớ là mình phải làm thật là chắc nhé. Mình sẽ quay thật là quay chắc. Quay làm sao mà để cho cái độ nó kết dính với nhau luôn. Đó, xong nó nén, mình sẽ nén thật là chắc vào trong này, xong mình sẽ bỏ vào trong cái khuôn như thế này. Đó, anh thấy không? Thì xong mình lấy một cái đồ để mình đè ép nó xuống. Anh đè xuống. Thì trong cái thời gian đè như thế này á là phải mất khoảng là hơn một ngày cho cái độ dịch nó nén và nó chặt vào với nhau. Khi mình cắt ra cái miếng giò của mình nó sẽ đẹp và nó đều với nhau, kết dính lại với nhau. Rồi cái giò thủ của mình đã coi như là hoàn thiện ha. Đây là một cây giò thủ của mình. Nhưng mà anh có biết không, ngày xưa là bao giờ khi cắt giò đấy, đây là cái khoanh giò mà đã cắt nhưng mà rất thích ăn cái đầu. Đúng rồi. Vậy là anh thấy trường cái phòng thì nó chả cắt cái này ra ha. Đúng rồi. Thường thường là người Bắc người ta hay cắt thanh như thế này đúng không? Đúng rồi chị. Đó. Như thế này là người ta sẽ cắt từng thanh như thế này. Rất là đẹp đúng không? Dạ vâng. Bây giờ chắc là sẽ mời anh của mình đó, mời anh thưởng thức thành phẩm đầu tiên. Ở đây duy nhất không ăn ăn trước đi, không ăn phải trước đi. Dạ vâng đây. Dạ. Tôi nhá. Ăn sẽ được. Dạ. Mẹ. Dạ. Dạ vâng. Nó cũng vừa rồi đó anh nhỉ. Vừa. Dạ. Và nó có chút giòn giòn thật thật. Đúng. Một cái mõng con heo, lỗ tai mõng mèo, cho nên nó mềm ngậy. Dạ vâng. Nó có cảm thì nạc ăn cả nó từng chút, tức là cái vị của nó được pha trộn với thiên nhiên, nó quyện vào nhau. Dạ. Và mình ăn mình cảm nhận được. À, cái và này là mà anh Trọng Trinh mà ăn chấm với cả nước mắm thật là ngon. Rồi đấy. Anh có cảm thấy là hài lòng với lại món quà của chương trình tặng anh không? Nó là rất là hạnh phúc, mình cảm thấy là qua chương trình tự nhiên mình cảm thấy đúng là xuân sang, Tết đến. Dạ vâng. Một lần nữa rất là cảm ơn Diệm Hương. Ngày là cô MC dẫn chương trình rất là duyên dáng và xinh đẹp. Bên cạnh là có anh Lê Cương, người đầu bếp tài ba. Phải nói là hôm nay hỗ trợ và mình được học hỏi rất nhiều khi làm ra cái món. Trước đây mình đã ăn, mình đã cảm nhận rồi, nhưng mà thật sự là hôm nay bắt đầu mới được bước vào bếp và biết cách chế biến nó. Và sau khi có một cái thành quả mình ăn, cảm nhận như là mình đã chia sẻ, tức là cảm thấy xuân sang. Dạ, đó, mùa xuân đã lại đến rồi đó. Dạ. Và cũng qua chương trình này xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Đặc biệt là qua chương trình này mình cảm nhận được và mình biết cái món, đấy là cái món đặc sản, dùng từ như vậy là trong ngày Tết không thể thiếu được. Đấy là món giò tai. Và cũng thông qua chương trình này, lời cảm ơn một lần nữa tới Diễm Hương, với anh Lê Cương và người làm chương trình cũng như là quý vị khán giả. Và chúc quý vị khán giả có một cái Tết thật là vui vẻ, an khang và thịnh vượng. Xin cảm ơn. Trong cái chương trình này cũng cảm ơn anh Trọng Trinh, cảm ơn Diễm Hương và cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Một lần nữa chúng tôi là những người làm chương trình rất mong quý vị khán giả sẽ có một năm mới thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Vi Phong, tròn hương vị, tròn món ngon.